Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Đinh Đinh Mơ ha. Và hôm nay mình sẽ làm một video về Terraria. Thì hồi hôm có một anh em bảo mình đó là có thằng nó xài Yo-Yo kìa. Cái nghĩa giống như là kiểu coi thường hoặc là khinh miệt cái gọi là vũ khí Yo-Yo ha. Thì thật ra vũ khí Yo-Yo là vũ khí rất là mạnh. Chẳng qua là chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn ngon lành khác để có thể solo boss thôi. Chứ không có nghĩa là Yo-Yo hoặc những vũ khí khác nó vô dụng. Đẹp ha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ review anh em một số Yo-Yo cũng như là hướng dẫn anh em cách build Yo-Yo để có thể làm được như mình. Đây ví dụ như mình đánh cho anh em xem thì nó sẽ copy Yo-Yo ra và nó phải đánh ra rất là nhiều đam ha. Và những lúc nào chúng ta nên sử dụng Yo-Yo. Rồi. Thì đầu tiên để có thể build Yo-Yo thì chúng ta sẽ build những bộ đồ giống như bên cái melee, tại vì Yo-Yo là một đồ melee ha. Đây ví dụ như anh em thấy là tất cả những cái Yo-Yo đều có ghi là đam melee đam đây. Thì melee đam thì anh em vui lòng xem cái video melee đam nhé để có thể biết cách build giáp. Hiện tại thì cũng hai lựa chọn, một là giáp Beetle và một là giáp nữa là giáp Solar. Thì với cái này thì anh em sẽ tăng tiến sức mạnh và giúp cho Yo-Yo tốt hơn. Vì mà khi anh em chơi chơi Yo-Yo để có thể solo boss thì anh em cần phải có một thiết bị bay, tại vì nó tính ra nó vẫn là một sĩ cần vũ khí cận chiến nên là sẽ cần phải có một cái bay nhất định. Tại nếu mà boss nó bay cao quá anh em đứng dưới anh em đánh không tới, ví dụ như đứng đây mua lót đánh cao quá đánh không tới thì khá là kỳ ha. Rồi, thêm một lợi ích khác khi Yo-Yo á là Yo-Yo thì nó có một cái tỷ lệ nó bắt khá là cao, khi mà mình đánh thì nó sẽ có tỷ lệ đẩy lùi đó. Tùy những cái con mà đó, anh em có thể thấy là những cái này phần lớn là ghi là knockback nè, ví dụ như đây strong knockback nè, mà đa phần á là những cái vũ khí này nó sẽ knockback cao lắm, mặc dù ở đây nó có thể nói là weak knockback là yếu nè, knockback yếu nè, nhưng mà nó sẽ knockback cao hơn những cái cúp, những cái kiếm đó. Và khi anh em lên cao ví dụ như là master mode hoặc best mode thì nó còn cao hơn nữa. Và thêm một lợi ích khác về cái vũ khí Yo-Yo thì chúng ta có thể dùng nó để tấn công qua một cái vật thể. Ở đây thì anh em có thể thấy là mình không thể là xuyên qua được hai block này, nhưng mà nếu như anh em biết cách thì anh em có thể xây một ngôi nhà như thế này, hở một cái lỗ ra, sau đó anh em di chuyển ở đây như thế này thì anh em có thể đánh được, và nhờ cái này anh em sẽ né được nhiều chiêu thức và nhiều đam ha. Đó, đó là một lợi thế khác của Yo-Yo. Tiếp theo thì đối với vũ khí Yo-Yo ấy thì anh em rất là dễ sử dụng, tại vì nó không có nhiều, không có đa dạng, và anh em dùng nó để đi đánh quái các kiểu, đặc biệt là ví dụ như là những con quái ở phía dưới mà chúng ta muốn giết thì chúng ta sẽ sử dụng cái này đó, thì rất là tiện ha. Thay vì những cái góc mà chúng ta khó dùng cung thì chúng ta đây là một lựa chọn khá là tốt. Đó, ví dụ như mình nghĩ đơn giản thôi, ví dụ như là mình ở dưới này đi, mình thấy một con quái vật ở trên đúng không, con quái vật đứng này ghê quá, mình không thể nào dùng cung bắn được đúng không, mình đi qua đây có thể bị gây đam thì mình sẽ vẽ cái này qua và mình sẽ dùng nó để gây đam. Đó, đó là thế của Yo-Yo. Rồi, thì thông thường á khi mà anh em chơi Yo-Yo á thì nó sẽ chỉ được như thế này thôi. Ví dụ như Yo-Yo thì nó chỉ được cái này, để mình dễ nhìn, để cho anh em dễ nhìn hơn thì mình sẽ lấy một cái con Yo-Yo bình thường. Nhưng mà thấy Yo-Yo bình thường thì nó chỉ là một cái cục mà nó chỉ như thế này thôi, ok chưa? Nhưng mà khi anh em biết build á thì nó sẽ ra thế này, nó sẽ ra hai con, nó sẽ ít hai cái Yo-Yo của anh em và nó sẽ có hai con Yo-Yo nhỏ để có thể chạy vòng vòng vừa đánh quái xung quanh để bảo vệ anh em đó. Thì để build được cái bộ đồ này thì anh em cần phải có những kiến thức cơ bản về game. Đầu tiên anh em cần phải có một cái bàn tinh cơ, thì bàn tinh cơ này anh em sẽ có được trong cái sự kiện gọi là Goblin ha, mua từ con IV, cái con Goblin đó thì anh em sẽ có được cái bàn này. Sau đó anh em sẽ cần chế một cái lum, thì cái lum này là một cái máy dệt. Sau đó anh em tìm tơ cóc web, thì với cái cóc web thì anh em sẽ chế được một cái đồ này gọi là wide string, nó dùng để tăng cái khoảng cách cũng như là kích thước chiều dài của cái Yo-Yo. Chúng ta có thể chế nó để vào đây, đây mình đã chế thẳng một cái rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cần một trong những thứ này gồm những cái cùng màu, ví dụ như là black nè, black nè, blue nè, ring bubble, red yellow, counter white. Thì cái counter white này anh em có thể mua bởi cái thương nhân du lịch ha, the traveling merchant, hoặc là anh em có thể skeleton merchant. Thì những cái đó là hai cái con nhân vật mà đi bán đồ. Một con thì anh em có thể tìm ở dưới khu underground này nè, nó có tỷ lệ xuất hiện trước mặt anh em và nó là một cái đầu lâu mang thêm một cái túi, nó giống như thằng ăn trộm á, thì thằng đó nó sẽ bán cho anh em những cái đồ đó. Và trong trường hợp khác thì anh em có thể mua của thằng này, thì đây là một cái thằng rất là đẹp trai ha, và nó sẽ bán đồ hên xui tùy theo những cái mùa với lại tùy cảm hứng của nó. Mình đã nói trước rồi, đây nó, đây nó chính là thằng này. Thì thằng này nó có tỷ lệ sẽ xuất hiện ở trong cái thị trấn anh em vào một ngày nào đó, nó thích thì nó xuất hiện và anh em có thể mua được cái đồ này. Nhưng mà cũng như là cái thằng kia là nó bán theo cảm hứng thôi, không phải là nó thích là nó bán. Nhưng mà đối với thằng skeleton á, cái ông mà skeleton á, thì ông sẽ xuất hiện vào trong cái gọi là những cái ngày mà chúng ta có thể gọi là tìm kiếm được ha. Bây giờ mình sẽ tìm thử coi skeleton coi có ổng không, thì để mình sẽ cho anh em xem skeleton. Đây ổng đây, thì ông này chính là cái người mà hay bán cho anh em đấy, như anh em thấy đây. Thì ổng có thể bán cho anh em một cái gọi là bubble color white, hoặc là tùy màu anh em họ thích bán màu gì thì màu. Và
từ cái cục này á thì mình có thể chế lên một cái gọi là đầu tiên, hoặc là anh em cũng không nhất thiết đâu, anh em chỉ cần lúc anh em mà chưa có hack mod, anh em có thể bỏ này vào thôi, bỏ này vào luôn thì mình sẽ cho anh em xem sự khác biệt khi mà chúng ta bỏ vào. Thì anh em thấy là nó sẽ có thêm một cục nhỏ ha. Nhưng mà khi mà chúng ta đi qua hack mod á, cái này á, khi qua hack mod thì ông ấy sẽ bán cho mình thêm một cái gọi là yo-yo clover này nữa, clover nữa, nghĩa là bàn tay yo-yo nữa. Khi bạn đeo bàn tay này vào thì bạn sẽ chơi yo-yo một cách chuyên nghiệp hơn, ok chưa? Đây mình đã mua sẵn một cái. Sau đó khi anh em đứng gần cái bàn tinker này, anh em có thể chế được một cái máy chụp ảnh. Thực ra là mình nói máy chụp ảnh thôi chứ cái này nó gọi là yo-yo bed anh em ha. Và nó sẽ không trồng dồn với những thứ khác đâu. Mình khi mà anh em đã chế thành yo-yo bed rồi thì anh em chỉ cần bỏ vô, nó chỉ tốn một slot đồ thôi. Và anh em có thể đánh và nó sẽ copy một cái yo-yo lớn và nó sẽ cho hai cái yo-yo nhỏ để cho anh em có thể dễ dàng tương tác hơn. Ok chưa? Đó. Thì trong thực tiễn, trong thực chiến thì có thể là một cái vũ khí khó sử dụng để đánh boss. Tuy nhiên nếu mà anh em biết khi sử dụng thì đánh boss rất là phê luôn. Ví dụ như mình sẽ lấy bộ đồ mạnh nhất, cái hơi OP một chút khi mà lấy bộ đồ mạnh nhất thì đánh một con boss ha. Nhưng mà thôi kệ, mình chỉ test down cho anh em thôi. Bây giờ mình sẽ gọi một con boss mà có thể là thuộc thể loại là dễ bị ăn đòn nhất khi mà qua hack mod. Đây, như anh em thấy thì đây là một con Destroyer và số lượng đam của nó đây. Số lượng đam của nó là 14.000. Bây giờ mình sẽ đánh thử cho anh em xem nhé. Đây, mình sẽ đánh thử. Rồi, mình sẽ dùng một cái đánh thử. Đó, như anh em thấy thì đam của nó sẽ tầm khoảng là 6-7.000. Anh em ha. Và lý do tại sao mà anh em cảm thấy đánh vào bot không mất máu nhiều á, tại vì đây là XBet. Khi trong XBet thì anh em có thể lấy máu của nó rất là nhiều. Máu nó tầm khoảng 529.000. Đó. Ha. Thì anh em thấy không? Nó không hề phế anh em nhé. Nhiều anh em kiểu giống như là chơi ảo tưởng quen rồi đó, nên là nghĩ cái gì cũng phế. Giống như mình nói summon, tại vì sao summon nó lại không có ngon so với cái này. Thì đối với summon á thì đam nó ổn, nhưng mà dep nó quá thấp so với cái việc solo XBet. Nên là điều đó là mình kêu là không thể nào solo được ha. Nhưng nếu như anh em là một người chơi pro, anh em có thể né kill thần thánh và tỷ lệ né anh em cao kinh khủng thì anh em có thể chơi cái summon được. Ok, thêm một cái vấn đề cần lưu ý nữa là khi mà anh em đánh bot với chế độ gọi là yo-yo ấy thì thông thường thì anh em sẽ cần phải có một cái thiết bị bay, hoặc là anh em cần phải có một cái cánh ha. Thì đối với cái cánh thì chúng ta có thể chọn cánh nào cũng được. Sau đó thì anh em sẽ kết hợp với một cái đĩa bay nếu tốt, nếu trong điều kiện anh em mua vi phạm đĩa bay. Có đĩa bay thì đánh bot dễ hơn khi mà chúng ta đánh vừa di chuyển và chúng ta có thể cùng cái yo-yo để xoáy nó. Đó, rất là hay ha. Đó, và khi mà anh em chơi thì nó sẽ không phế đến như anh em nghĩ đâu. Đam cũng rất là ổn. Đó, như anh em thấy là 4-500 kìa. Đó. Ok chưa? Rồi, hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé. Hy vọng anh em sẽ hiểu cái video này làm với mục đích gì, cũng như là thêm một kiến thức bổ ích cho anh em ha. Bye bye anh em.